Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 10 ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Tuy nhiên đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và không biết năm học mới có diễn ra theo đúng thời điểm hay không. Vì thế cũng đã làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị vào năm học mới của ngành giáo dục. Và để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề các vấn đề xã hội kỳ này của chúng tôi. Trong những ngày này, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Hải, huyện Vĩnh Linh cũng đang chuẩn bị cho công việc để bước vào năm học mới. Về cơ sở vật chất, nhà trường cũng đã chủ động sửa chữa lại và xây cổng mới cùng hệ thống tường rào xung quanh tại cơ sở 2 của trường. Nhà trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh ở từng phòng, khuôn viên của trường. Cùng với đó, nhà trường cũng đã xây dựng phương án cụ thể để khi bước vào năm học mới thực hiện. Chuẩn bị cho năm học mới đó là một cái yếu tố rất quan trọng, đó là đội ngũ giáo viên. Thì về nhà trường đã là tăng cường cái việc từ tập huấn ở là các cái giáo viên cũng như là tập huấn qua các cái trực tuyến của Sở Giáo dục cũng như Bộ đã là hướng dẫn và chuẩn bị cho cái cuộc họp trực tuyến để phân công dự kiến phân công chuyên môn ở các cái tổ bộ môn cũng như các cái bộ môn để là đảm bảo cái điều kiện phát huy tốt nhất về cái năng lực của từng giáo viên trong cái năm học mới. Cái thứ ba nữa ấy, đó là về cái học sinh đấy, thì về phía nhà trường đã có hai cấp tuyển vào năm học mới, đó là lớp 6 và lớp 10. Thì về phía nhà trường đã làm tốt cái công tác tuyển sinh theo hướng dẫn của Sở Đào tạo cũng như là cái công tác duyệt tuyển sinh và đã làm xong, thì chuẩn bị cho phân lớp và chuẩn bị cái tinh thần tốt nhất cho các em là nhập học, đặc biệt đó là hai cái khối đầu cấp là lớp 6 và lớp 10. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một phóng sự ngắn về những chuẩn bị của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Hải, huyện Vĩnh Linh. Mặc dù chưa có kế hoạch từ phía ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh, nhưng tất cả các trường học ở trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch riêng để chuẩn bị cho năm học mới và đưa ra những phương án để dự phòng cho tất cả các tình huống. Chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, thì nhà trường ngay khi kết thúc cái năm học, thì nhà trường đã có những bước chuẩn bị. Thứ nhất là tu sửa cơ sở vật chất và đặc biệt đó là phải hoàn thành được cái phòng học trực tuyến để đối phó trong tình hình rất là phức tạp hiện nay. Tiếp theo nữa thì nhà trường cũng là khởi động lại các cái nội dung mà học online và hiện tại đây nhà trường đã tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi cho đội lớp 8 bằng hình thức là trực tuyến. Nhà trường đã chuẩn bị các cái phương án để khi học sinh trở lại theo cái hướng dẫn của Bộ Giáo dục, đó là chúng ta phải chuẩn bị cái phương án là có thể là khai giảng trực tuyến. Vâng, với sự chủ động của từng trường như thế, thì đến khi bước vào năm học mới, tất cả các trường đều thích ứng với những phương án mà các trường đã chuẩn bị. Song trong quá trình chuẩn bị, các trường đều gặp không ít những khó khăn. Hiện nay đó là một cái khó với học sinh lớp 6 là chưa được tập trung và giao nhiệm vụ một ở nhà trường lần nào cả. Nhưng mà trên tinh thần đó thì nhà trường cũng đã là bố trí giáo viên chủ nhiệm, rồi phân công các lớp và đặc biệt là lên cái danh sách trên hệ thống quản lý của nhà trường để gửi cái tin nhắn về EduDu về đối với từng học sinh. Đồng thời nhà trường cũng sẽ làm cái giấy thông báo đến các cái khu phố trên phường để nhằm cho giúp cho cán bộ đoàn của các phường là tuyên truyền đến các em để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cho thực hiện cái năm học mới năm 2020-2021. Đối với nhà trường thì đây là một trường mới thành lập từ năm 2016 và cũng là sáp nhập mới được 2 năm từ trung học phổ thông thành trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì nói chung rất có rất nhiều cái khó khăn trong tình hình chung của ngành giáo dục cũng như trên địa bàn của Vĩnh Linh. Tuy nhiên về nhà trường thì còn rất nhiều khó khăn đó về cơ sở vật chất, đó là về vấn đề về các cái tường rào bao xung quanh, rồi vấn đề về vẫn đang còn thiếu về phòng học, rồi cả cái trang thiết bị để đạt chuẩn cũng như là về thư viện đạt chuẩn thì nhà trường đang còn thiếu. Thưa quý vị và các bạn, đó là những khó khăn từ phía nhà trường. Còn đối với các bậc phụ huynh thì tâm lý cho con trở lại trường vẫn còn e ngại, bởi Quảng Trị cũng là một trong số những địa phương có ca nhiễm. Thực sự là tôi cũng rất là lo lắng về trong tình hình mà dịch bệnh mà đang còn phức tạp như thế này. Nhưng mà
nếu như có cái kế hoạch của nhà trường cũng để tập trung từ trường cho các cháu á, và đảm bảo cái công tác mà phòng chống dịch mà an toàn á, theo cái của cái quy định của trường đề ra thì tôi cũng phải cũng chấp hành để đưa cháu đến trường. Tư cách là phụ huynh của cháu sắp được vô lớp 1 thì mong mỗi mình nghĩ cũng giống như mình hoặc là những phụ huynh khác, trước lúc cho cháu vô trường thì mong là nhà trường có các biện pháp để mà cho các cháu phòng chống dịch, như là trước lúc vào lớp thì cho các cháu thực hiện rửa tay, mang khẩu trang, kiểm tra các cháu phải mang khẩu trang mới được vô lớp học. Và có thể là trong lớp học thì nếu mà bố trí được thì khoảng cách giữa các cháu nó hơi xa xa chút để đảm bảo cái tiêu chuẩn phòng dịch của Sở Y tế đưa ra. Tôi thấy rằng là tất cả mọi người cũng đều băn khoăn, cũng lo lắng, nhưng mà cũng rất luôn luôn là tin tưởng vào cái sự chỉ đạo của chuyên môn mà của là đảng lãnh đạo, và cũng thông qua các cái kênh truyền hình, truyền thông, đài, nghĩa là thông báo thường xuyên, cho nên bà con cũng yên tâm, vừa đề phòng vừa cảnh giác nhưng vừa phải thực hiện. Cho nên tôi có đứa cháu nó cũng là vẫn tiến hành học tập, mà luôn luôn là nhắc nhủ cháu phải đi ra đường là phải giữ cách giãn cách, rồi phải khẩu trang, rồi phải là học tập và phải tiến hành học tập, cho nên cứ bình an, không để cái dịch này mà nó làm lũng đoạn tất cả mọi công việc học hành cũng như sản xuất của chúng ta. Trước thực tế những khó khăn của dịch bệnh COVID-19, lo lắng của phụ huynh cũng là chuyện bình thường. Song với sự chủ động của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị, sự nỗ lực của từng trường, hy vọng việc chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới sẽ thuận lợi hơn. Và hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án chỉ đạo cho mọi trường hợp. Trước hết là phải đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho các thầy cô giáo và học sinh. Song các trường học sẽ triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh trường lớp, luôn ở tâm thế sẵn sàng đón học sinh đến trường trong điều kiện cho phép, đồng thời thực hiện các văn bản mà trước đây Bộ đã có hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Thưa quý vị và các bạn, trước những khó khăn của dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm hiện tại, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà cũng đã chủ động có những kế hoạch để chuẩn bị cho năm học mới. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 thì ngành giáo dục đào tạo đã có cái phương án chủ động như thế nào để lên kế hoạch cho năm học mới ạ? Ngành giáo dục đào tạo đã chủ động xây dựng cái kế hoạch và kịch bản của các phương án khác nhau đối với cái việc từ trường cũng như tổ chức khai giảng năm học mới. Có hai cái phương án được đặt ra. Phương án thứ nhất là nếu như chúng ta kiểm soát được dịch bệnh thì cái việc từ trường tổ chức khai giảng và bước vào năm học mới sẽ thực hiện theo cái khung chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Phương án thứ hai là trong tình hình mà dịch bệnh chúng ta có thể chưa kiểm soát được cái việc thực hiện giãn cách để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch thì cái việc tổ chức lễ khai giảng thì việc tổ chức năm học mới thì trước hết là phải thực hiện một cách nghiêm túc và các cái yêu cầu của Sở Y tế, Bộ Y tế trong cái công tác phòng chống dịch, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị các cái điều kiện để bước vào năm học mới với các cái hình thức tổ chức dạy học trực tuyến, khai giảng trực tuyến đối với các lớp học. Thì dù lựa chọn cái phương án 1 hay là phương án 2 trong cái thực hiện cái kế hoạch bước vào năm học mới thì ngành giáo dục đào tạo cũng chỉ đạo các cái cơ sở trường học trước hết là tập trung để mà chỉ đạo các đơn vị ra soát cái điều kiện về công tác phòng chống dịch, vệ sinh, sát khuẩn, chuẩn bị các cái cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch để đảm bảo trường lớp phải sạch, phải an toàn thì mới đón học sinh đến từ trường và tổ chức lễ khai giảng. Thứ hai là tập trung để mà thực hiện cái công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên qua hệ thống trực tuyến. Từ bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chính trị và đặc biệt là trong cái công tác bồi dưỡng giáo viên đối với lớp 1 năm nay thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Vậy thì cái khó khăn đặt ra đối với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà trong cái thời điểm này là như thế nào ạ?
Tuy nhiên để bước vào năm học mới thì cái công tác chuẩn bị nó cũng có những khó khăn nhất định. Thứ nhất là trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay có nhiều cái yếu tố rất là khó lường. Công tác đảm bảo cái an toàn cho các em học sinh trở lại trường cũng gặp những khó khăn nhất định. Cái thứ hai nữa là cái công tác tổ chức cái bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tiếp cận với các cái chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chính trị hè, đặc biệt là đối với giáo viên lớp 1 cũng có những cái khó khăn nhất định trong công tác tổ chức, vừa đảm bảo phải giãn cách rồi tổ chức là phải theo hình thức trực tuyến. Việc tổ chức cái hội nghị triển khai cái nhiệm vụ năm học mới trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng phải tổ chức gọn, đảm bảo giãn cách, cho nên là cái số lượng đối tượng mà để được tiếp cận cái chương trình này thì cũng hạn chế hơn so với các năm trước. Vấn đề nữa là cái công tác tổ chức cái khai giảng hay là học tập trực tuyến thì có nhiều cái khó khăn, đặc biệt là đối với các đối tượng học sinh nhỏ, trong đó có các em học sinh lớp 1 năm đầu tiên tiếp cận với cái chương trình giáo dục phổ thông mới này. Bên cạnh đó thì trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, việc thực hiện cái dạy học trực tuyến trong năm vừa qua thì cái tỷ lệ mà học sinh có thể đảm bảo đủ các cái điều kiện để thực hiện nó vẫn còn chưa nhiều. Đối với trung học phổ thông thì chúng ta chỉ đạt được 92% các em có điều kiện để học, nhưng đối với cấp trung học cơ sở thì chỉ đạt được 58,9%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy học, nhất là cái dạy học đối với lớp 1 thì chúng ta cũng đã nỗ lực để thực hiện, nhưng mà so với yêu cầu thì vẫn còn có những cái thiếu, và một số cái cơ sở vật chất thì cũng đã xuống cấp. Đối với nguồn ngân sách thì năm nay nó khác với các năm trước, do tình hình dịch bệnh cho nên các cơ sở giáo dục thì giảm cái mức thu học phí. Cái thứ hai nữa là thực hiện theo cái chủ trương của Ủy ban và Chính phủ là giảm 10% ngân sách chi thường xuyên, cho nên để đáp ứng được các cái yêu cầu triển khai dạy học theo cái kế hoạch thì nó cũng có những cái khó khăn trong việc bố trí các cái nguồn lực để mà thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn này. Trước những cái khó khăn mà bà vừa nêu thì ngành giáo dục đào tạo sẽ làm gì để mà đảm bảo an toàn cho các em học sinh cũng như là công tác dạy và học? Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh, trước hết là lãnh đạo nhà trường phải chủ động xây dựng một cái kế hoạch dạy học nó vừa phù hợp với cái tình hình hiện nay nhưng đồng thời nó vừa phù hợp với cái tình hình thực tiễn của các nhà trường. Trong đó tập trung để quán triệt đội ngũ giáo viên, học sinh trên cái tinh thần chỉ đạo là vừa đảm bảo cái sự an toàn trong phòng chống dịch cho học sinh, cho đội ngũ, nhưng đồng thời thực hiện đảm bảo cái kế hoạch hiệu quả trong công tác dạy học. Cái thứ hai là chủ động trong việc bố trí, sắp xếp giáo viên để thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn. Dù kịch bản dạy học như thế nào thì cũng phải chủ động trong việc bố trí để thực hiện các nhiệm vụ đó. Một vấn đề thứ ba nó liên quan đến kế hoạch này thì các nhà trường cũng chuẩn bị tốt các cái điều kiện trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt cái vệ sinh sát khuẩn, chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất vừa chống dịch nhưng đồng thời vừa để triển khai được cái nhiệm vụ dạy học trong năm học mới. Vậy thì trước thêm năm học mới, bà có cái điều gì muốn chia sẻ? Bước vào năm học mới 2020-2021 thì qua cái diễn đàn này tôi cũng mong muốn rằng tất cả cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên và các em học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực để phát huy những cái kết quả đạt được của các năm học vừa rồi, đặc biệt là khắc phục những cái khó khăn trong cái thời điểm hiện nay để chúng ta có thể bước vào năm học mới 2020-2021 với những cái khí thế mới, những cái sự nỗ lực và quyết tâm mới để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho ngành. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, với những khó khăn từ dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, qua sự chia sẻ từ phía ngành giáo dục và đào tạo vừa rồi, cũng như đối với mỗi trường, mỗi địa phương đã có sự chuẩn bị trước.
Hy vọng bước vào năm học mới, mỗi em học sinh cũng như tất cả các trường đều được trang bị một tâm thế vững chắc và tin tưởng mọi điều kiện sẽ đáp ứng yêu cầu đầy đủ cho công tác dạy và học, giúp thầy cô và các em không chỉ yên tâm để thực hiện tốt công tác dạy và học trong năm học mới này, mà còn đảm bảo an toàn cho các em cũng như đội ngũ giáo viên. Chuyên đề các vấn đề xã hội kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong các chương trình sau.